Ít nhất 2 người chết và 65 người bị thương, trong đó có 2 người Việt Nam, trong vụ đâm xe liên hoàn trên một cây cầu gần sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc vào sáng ngày hôm nay. Nguyên nhân của vụ tai nạn được cho là do sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị che khuất. Vụ tai nạn xảy ra lúc 9 giờ 34 phút sáng nay liên quan đến khoảng 100 xe hơi. Tổng cộng có 65 người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện gần đó. Với 7 người trong số này được thông báo là trong tình trạng nghiêm trọng. Các nhân viên cứu hỏa cho biết một trong 2 nạn nhân người Việt đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện chưa rõ danh tính của 2 người này. Tầm nhìn rất hạn chế, thậm chí tôi chỉ lái với tốc độ khoảng 20-30 km thôi, nhưng xe tôi vẫn bị thúc từ đằng sau. Ngay sau tai nạn, cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đã phong tỏa toàn bộ phần cầu ở phía Seoul. Tại phân cách giữa 2 làn đường cũng đã được dỡ bỏ để các xe cứu thương và xe kéo có thể ra vào thuận tiện nhất. Cơ quan chức năng đã điều ít nhất 4 lượt trực thăng tới hiện trường để tham gia công tác cứu hộ. Tuy nhiên, do sương mù từ dưới mặt biển bốc lên ngày càng dày đặc nên đã làm ảnh hưởng đáng kể đến công tác cứu hộ đang diễn ra. Hiện các nhà chức trách cũng đang điều tra nguyên nhân tai nạn, nhưng theo thông tin ban đầu thì một xe buýt đã đâm phải một xe hơi chạy phía trước trong điều kiện sương mù và vụ va chạm đã kéo theo hàng loạt cú đâm xe dây chuyền.